Tôn Đông Á hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Nâng giá trị cuộc sống lên tầm cao mới, mang đến lựa chọn bền vững và xanh cùng thiên nhiên. Tôn Đông Á cùng xây cuộc sống xanh. Chào mừng quý vị đến với chương trình Quý ông đại chiến. Và chúng tôi xin cảm ơn Tôn Đông Á luôn đồng hành cùng chương trình. Xin cảm ơn chín vũ công xinh đẹp đã mang đến một bầu không khí thật là tuyệt vời. Xin cảm ơn. Bây giờ sẽ là lúc chúng ta chào đón ban bình luận của chương trình, mà thiếu họ không thể gọi được là một bữa tiệc của Quý ông đại chiến. Xin mời ban bình luận. Đó là các quý cô bây giờ đã trở thành rất quen thuộc với chương trình Quý ông đại chiến của chúng tôi. Xin được trân trọng giới thiệu quý cô nữ diễn viên Sam, nữ diễn viên ca sĩ Harry Wood, quý cô nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc và quý cô nữ diễn viên Lâm Vĩ Dạ. Mỗi lần em tới đây thì là một cái cảm xúc khác nhau, bởi vì em thấy là mỗi buổi tiệc mang đến những cái màu sắc mới, những cái không khí mới và đặc biệt là những chàng trai mới. Nhưng mà không biết tại sao là qua nhiều buổi tiệc như vậy mà em vẫn ế. Còn Harry Won chắc là khác một chút đúng không? Dạ em hơi khác. Em rất thích chương trình này bởi vì bình thường có chồng em đi đâu em cũng không dám nhìn ai mà body đẹp lung linh, hay là có cái điểm hấp dẫn em không dám nhìn trực tiếp, sợ chồng cần cái này thì do làm việc anh, đây là công việc mà. Công việc mà. Dạ cho nên em có thể đánh giá vào đàn ông một cách hợp pháp, ngắm được hợp pháp nên em rất thích chương trình này. Ninh Dương Lan Ngọc thì sao? Chắc có lẽ đối với lại em thì Quý ông đại chiến là một kỷ niệm rất là đẹp. Bởi vì đây là cái lần đầu tiên mà mình được ngồi trong một cái show của truyền hình mà nó dài hơi tới như vậy. Và cứ mỗi lần mỗi đợt như vậy thì em rất là sợ là mình sẽ bị nhàm chán. Nhưng mà hoàn toàn không có điều đó, là bởi vì nhờ những quý ông của chương trình. Cứ mỗi một đợt là các anh chàng mà cởi cái mặt nạ ra thôi là em muốn ngất ngay lòng người luôn. Và em hiểu được cái nguyên nhân vì sao mà chị Dạ hay là chị Harry phải lung lay và có nhiều suy nghĩ là không biết là mình cưới chồng sớm như vậy là có đúng hay không. Đúng không ạ? Thì cái ý của em cũng giống như cái ý của chị Harry vậy đó. Mình tới đây mình được ngắm trai một cách công khai đó, mà không bị ai nói gì hết. Thích lắm. Chân thành cảm ơn tất cả các quý cô đã đến tham gia với chúng tôi trong ban bình luận, bởi vì thiếu các cô, chúng tôi không làm nên một bữa tiệc. Chúng ta cảm ơn họ vì điều đó. Còn bây giờ thì xin mời các quý cô xuống bàn danh dự của mình để chúng ta bắt đầu vào cuộc chơi. Xin mời. Bây giờ vòng thi đầu tiên, họ là ai? Bắt đầu. Đầu tiên, Vi Chính đến từ Bắc Giang. Ứng viên số 02 đến từ Bạc Liêu, Hoàng Thức. Đến chúng ta từ thủ đô Hà Nội là ứng viên số 03, Minh Tú. Và bây giờ chúng ta chào đón Đình Hà đến từ Đồng Nai. Ứng viên số 05 đến từ Hà Nội, Tuấn Đạt. Bây giờ
sẽ là một chàng trai đến từ Cà Mau, Duy Hải. Và đến từ thành phố Hồ Chí Minh là chàng trai 07, Đoan Tuấn. Đó là 7 chàng trai trong chương trình Quý Ông Đại Chiến tuần này của chúng ta. Số 1 đó kìa, số 1 cũng chàng vâng, trai mà. Thật là vui. 7 chàng trai mới xuất hiện mà đã tạo nên một không khí tuyệt vời ở trong khán phòng này. Tôi muốn biết cảm nhận của 4 quý cô trong ban bình luận. Bản thân Ngọc thì đặc biệt thì Ngọc để ý đến bạn số 5 nhiều hơn là tại vì Ngọc... Ngọc rất là thích con trai biết nhảy. Ngọc có một người bạn rất là thân là cũng chuyên về nhảy như vậy, hay nhảy nhất là điệu samba. Nãy bạn bước ra nhảy samba đúng không? Đó, Ngọc mê chỗ đó đó. Hy vọng là bạn sẽ đi sâu hơn để mà có thêm được cơ hội thể hiện tài năng của mình nha. Lâm Vĩ Dạ. Cả 7 bạn hôm nay bạn nào cũng ấn tượng hết trơn. Mỗi bạn là mỗi màu sắc. Thích quá à. Mà thích anh thiếu giáo ảnh đô quá. Trời lại vô khe quá trời. Thế còn Sam? Em rất là để ý bạn số 3. Tại vì với em bạn số 3 có một cái nụ cười rất là duyên, có răng khểnh nè. Và nhìn bạn nó có một cái gì đó, nó rất là lôi cuốn á. Harry Won thì sao? Em thì thật ra thì em rất thích kiểu số 1. Em thích những người mà mùi đàn ông đầy á, tràn đầy á. Em thích những người như vậy. Trời ơi. Với lại thêm một người nữa là một cái trường phái khác. Là quý cô ở đây rất thích số 2. Và em cũng thấy rất là cưng, dễ thương. Bạn số 4 và bạn số 7 cũng rất là dễ thương phải không mọi người? Bây giờ thì họ sẽ có mỗi người 30 giây để tự giới thiệu. Và chúng ta hãy lắng nghe giọng nói của họ. Xin mời ứng viên số 1. Xin được gửi lời chào đến toàn thể các quý cô có mặt trong ngày hôm nay. Có một câu nói tôi rất tâm đắc, đó chính là con người sinh ra không phải để mất đi mà để ghi dấu trong trái tim của nhau. Ngày hôm nay tôi tin rằng tôi sẽ ghi dấu được trong trái tim của các quý cô, bởi vì phía sau chiếc mặt nạ là một gương mặt chắc chắn là sẽ điển trai, cùng với rất nhiều những điều bí ẩn sau đó, rất muốn mong muốn các cô hãy khám phá. 01 yêu các quý cô. Bây giờ sẽ là ứng viên số 2. Tôi là người con đến từ miền Tây, sông nước. Ngày hôm nay tôi đến với chương trình Quý Ông Đại Chiến sẽ mang đến cho tất cả các quý cô sự chân chất, thật thà, sự ngọt ngào để dành tặng cho hơn 200 cô gái xinh đẹp có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Và xin mời chàng trai 03. Tôi là một con người yêu mạo hiểm nên công việc của tôi gắn liền với sự mạo hiểm. Đó chính là cách sống của tôi. Và chính những sự khó khăn đó đã giúp tôi trưởng thành và chín chắn hơn để có thể bảo vệ những người tôi yêu thương. Và các quý cô ơi, xin hãy tin ở tôi. Bây giờ sẽ là chàng trai 04. Các quý cô thường yêu những sự ngọt ngào và lãng mạn, và hôm nay tôi sẽ đem đến những điều đó qua một âm thanh rất đặc biệt. Và âm thanh đó các quý cô có biết là gì không ạ? Có muốn biết không ạ? Vậy thì chờ đó là vòng sau nha. Bây giờ sẽ là chàng trai 05. Tuy nhìn tôi là một người nhỏ con như vậy thôi, nhưng tôi đã khiến những người yêu thương mình tự hào về mình vì những niềm đam mê và con đường mình theo đuổi. Và lâu lắm tôi cũng mới nhìn thấy rất nhiều quý cô xinh đẹp như vậy. Chú Sâm, chú có thể cho con xin phép là chụp hình tất cả các quý cô đang ngồi đây được không ạ? Được. Tại sao không? Để con post lên Facebook và up lên và nói rằng wow, ở đây có rất nhiều thiên thần. Bây giờ sẽ là chàng trai 06. Nếu như tất cả các quý cô ở đây cần một điểm tựa thì hãy tựa vô vai mình một bờ vai rất là vững chắc dành cho tất cả các quý cô. Cảm ơn. Nhìn cái cơ của tay kìa. Bây giờ sẽ là chàng trai cuối cùng 07. Tôi thường hay chơi piano để giải tỏa nỗi buồn, hát cho bạn bè vui và nấu ăn cho những bữa họp mặt gia đình. Còn ngày hôm nay tôi đến đây để chinh phục 200 cô gái. Vậy là chúng ta đã nhìn thấy họ xuất hiện như thế nào. Bây giờ sẽ là thử thách đầu tiên. Theo bạn, phụ nữ thích xem thể loại phim nào cùng với bạn trai trong buổi hẹn đầu tiên của hai người? A.
phim lãng mạn, B phim kinh dị. Chỉ có một người chọn A là phim lãng mạn, còn 6 người chọn B là phim kinh dị. Tôi xin hỏi bạn duy nhất chọn phương án A, phim lãng mạn, tại sao? Vì con thấy là có đâu là đi xem phim ma thì bên kia nhiều người chọn quá rồi, nên con chọn phim này. Vâng, muốn tạo sự khác biệt nữa đúng không? Dạ. Thấy nhiều người chọn bên kia quá, mình chọn bên này theo cái trường phái lãng mạn, còn bên kia họ là những người mà thích những phim kinh dị. Số 1 đi, tại sao? Tôi nghĩ rằng là các quý cô sẽ mong muốn một cái sự gì đấy nó khác biệt và thực sự là cá tính hoặc là một cái điểm nhấn gì đấy để cho hai người có thể nhớ được là cái buổi hẹn đầu tiên. Chứ còn khi mà xem phim tình cảm thì chắc chắn là khi đấy đã là yêu nhau rồi hoặc là đã là vợ chồng rồi thì sẽ xem phim tình cảm sẽ là hợp lý hơn. Đúng rồi. Em nói thiệt, phụ nữ nào cũng mạnh mẽ hết, ai cũng có thể tự xem phim kinh dị hết, nhưng mà khi mà xem chung với cái người mà mình đang để ý thì để cho phụ nữ hơi xạo kê tí đi. Thì có gì thì mình xem phim có gì đó hú hồn, mình tự nhiên mình ấy gì vậy không chị Hà đi. Trời anh ơi em sợ quá, em sợ quá. Nhưng mà với một cô gái mạnh mẽ như Ninh Dương Lan Ngọc thì sao? Không, thật sự là hồi nãy em rất là mong bạn số 5 biết đó là Ngọc không có sợ ma, nên thành ra thôi dẫn Ngọc đi coi phim lãng mạn đi, Ngọc vẫn có thể nép vào lòng bạn như thường. Rất mong như thế đúng không? Dạ mong lắm luôn á. Vâng, mỗi người mỗi một sở thích. Và đấy là chúng ta đang đoán tâm lý của phụ nữ. Bây giờ sẽ là tình huống thứ hai. Câu hỏi như sau: nếu được quay lại một thời điểm nào đó trong cuộc đời của mình, bạn sẽ quay lại thời điểm nào? Xin mời, 01. Nếu như được quay lại một thời điểm trong cuộc đời của mình thì tôi sẽ quay lại thời điểm bắt đầu của mối tình đầu tiên. Có những cái vấp ngã, những cái sai lầm, những cái tuổi trẻ chưa được có một cái tình yêu trọn vẹn và trải qua những cái thời gian mình trải nghiệm nhiều hơn và có sự cảm nhận chín chắn nhiều hơn, thì khi đấy thì sẽ quay về cái tình yêu đầu tiên để làm sao cái tình yêu đầu tiên được đẹp nhất. Chàng trai số 02. Hiện tại bây giờ thì em muốn quay lại cái vẫn là cái mối tình đầu tiên của em, để mà em khắc phục, sửa chữa cái lỗi lầm, cái sai trái của mình để mà yêu một cái người phụ nữ của mình tốt hơn. Xin mời 03. Thưa chú, cậu muốn quay lại thời điểm sớm hơn nữa khi mình biết đến công việc mình đang làm, vì cái lúc mà cháu biết được cái công việc của cháu thì nó đã là quá chậm so với những người khác, vì cái tuổi của mình nó đã không được còn trẻ nữa, nên đâm ra là mình cái khả năng của mình nó không được, nó bị giới hạn và nó không thể vươn ra được. Đó là điều cháu tiếc nuối nhất. Và xin mời chàng trai 04. Thưa chú Sâm, là cháu muốn quay lại vào thời điểm vào năm cấp 3. Năm cấp 3 của cháu thì vừa có tình yêu, vừa có rất là các bạn bè, và tình yêu hồi đó thì nó rất là tình yêu học trò và có những người bạn rất tuyệt vời bên cạnh mình. Xin mời 05. Thưa chú, là nếu mà được quay lại thì cháu sẽ không muốn quay lại, bởi vì cháu đã cảm thấy hài lòng với bản thân mình với thời điểm hiện tại, và nếu mà có tương lai tốt hơn thì cháu sẽ cố gắng để về phía tương lai, chứ không cháu không muốn nếu như quay về phía Xin mời chàng trai 06. Mình cũng được chọn để quay lại một thời điểm nào đó trong quá khứ thì mình sẽ không có quay lại. Khi mà mình đã chọn rồi, mình phải có trách nhiệm với lại những cái việc mình đã làm trong quá khứ, nên là mình hãy cố gắng sống thật tốt ở tương lai. Và cuối cùng là chàng trai mang số báo danh 07, xin mời. Tôi sẽ quay lại thời điểm những năm cấp 3 của mình. Thứ nhất, người ta nói thời điểm học trò là thời điểm mà vui nhất. Chúng ta sống không cần phải lo âu cơm áo gạo tiền, nhưng mà khổ một điều rằng thời điểm chúng ta sống đó, chúng ta không hề biết rằng mình đang sướng. Và tôi ao ước một lần nữa được quay về để ngồi trên ghế nhà trường, để cùng quậy với đám bạn, thậm chí là có một cái tình yêu gọi là tình yêu thuộc học trò của chúng ta. Cái khi mà nhìn nhau một cái thôi cũng thấy sướng, đi căng tin ngó một cái cũng thấy đã nữa à. Vâng, đó là cách lựa chọn của mỗi người. Chúng tôi luôn luôn nói và điều này đúng sự thực. Trong chương trình Quý Ông Đại Chiến không có đúng hay sai, chỉ có những quan điểm khác nhau thôi. Rất là cảm ơn các bạn. Các bạn đã xong cái phần thử thách đầu tiên của chương trình Quý Ông Đại Chiến. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là đến lúc mà các quý cô ở dưới sẽ tỏ rõ quyền lực của mình như thế nào qua sự bình chọn của chính họ. Đầu tiên chúng tôi xin mời mở bể bơi của chương trình.
Các quý cô đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Được rồi. 30 giây bình chọn bắt đầu. Có kết quả. Và bây giờ thì tôi nhờ 7 quý cô của chúng tôi xuống để thông báo kết quả này. Xin mời. Đẹp trai như một bức tượng nhưng mà đẩy cái tượng xuống hồ. Tôi chắc rằng bạn số 6 cũng đã rất vui khi mà chia tay với chúng ta trong sự tiếc nuối của tất cả các quý cô ở đây. Bất kỳ một sự chia tay nào đều là sự tiếc nuối cả. Còn 5 chàng trai này một lát nữa thôi, ai trong số họ bị rớt, bị chia tay với chúng ta cũng đều là tiếc nuối hơn nhiều, là bởi vì lúc đó chúng ta đã biết rõ mặt của họ. Điều đó sẽ diễn ra ngay bây giờ sau ít phút. Là cái lúc mà mình té xuống nước thì mình rất là bỡ ngỡ, rất là bất ngờ luôn á. Tại vì lúc mà trong khi mà tất cả mọi người đều hô số 2, mình cứ nghĩ khăng khăng là Dũng Công sẽ không té xuống nước đâu. Ai dè, tới cô Dũng Công thứ ba là mình đã bị té xuống nước chồng. Điều tiếc nuối nhất hiện tại bây giờ là mình kết thúc quá sớm. Mình sẽ chinh phục các cô gái bằng đội đẹp trai nè, sự cuốn hút và cũng như là về cá tính của mình. Nếu mà mình bị đẩy xuống hồ bơi thì mình nghĩ các cô gái sẽ cảm thấy rất là tuyệt đối đó. Cảm xúc rất là bất ngờ luôn. Cho mình thì nó có một cái niềm hy vọng lắm. Hy vọng là được vào vòng sâu để mà tháo mặt nạ ra và trình diễn cái tài năng của mình. Nhưng mà rất là tiếc phải chia tay. Không biết là các cô gái có tiếc nuối cho cái sự ra đi sớm của mình hay không. Nhưng mà cái sự hò hét, cái sự ủng hộ và cái những cái tràng vỗ tay của họ đã làm mình rất là vui. Chào mừng quý vị
quay trở lại với Quý Ông Đại Chiến. Bây giờ chỉ còn 5 chàng trai sẽ tiếp tục tham gia thi với chúng ta ở vòng 2. Vòng 2 có tên gọi là sức hút. Và người đầu tiên sẽ tỏa sức hút đến với tất cả chúng ta, đó là số báo danh 07, Đoàn Tuấn, xin mời. Ta xây đến xa, nắng mưa là chuyện nắng mưa, ai biết con tim đã vừa chạm đến hạnh phúc hay là chưa. Vô tình là cơn gió mang yêu thương đến gần anh, dịu dàng là trao cho đôi anh chẳng hứa sẽ sang giàu, chỉ hứa yêu dài lâu. Lỡ mai rời xa, ai biết được? Chợt biến mất hay vội lạc những nốt yêu thương, mất nhau ngoài kia. Đó là Đoàn Tuấn, số báo danh 07. Các quý cô, trời ơi, em thực sự em rất là bất ngờ luôn. Lúc mà mở mặt này là bất ngờ thứ nhất, nhưng mà lúc đó thì em cũng kiểu như là cũng chảnh chảnh, ừ sẽ làm cái gì để ta coi. Mở tưởng cất giọng cái là u cha, trời cái người em giống như cái bơ mà đang đang chảy anh ơi, thích quá. À, bạn ơi, cho Ngọc hỏi là bạn là ca sĩ hả? Vâng, Tuấn là ca sĩ tự do. Wow, nhà bạn có bán thêm rượu không? Nhà Tuấn hồi đó hình như ba Tuấn có bán, mà tới đợi Tuấn thì hết rồi. Mà sao Ngọc bị say sẩm vậy ta? Để Tuấn về tôi hỏi ba có ngâm rượu Tuấn không? Ơi, chết rồi đó, không sống nổi nữa đâu. Bạn hãy làm một vài động tác gửi yêu thương tới tất cả 200 cô gái ở dưới này đi. Chúng tôi chỉ đợi có thế thôi. Xin cảm ơn bạn, chúc mừng bạn đã vượt qua phần thi của mình. Và bây giờ, sự sôi động đó sẽ tiếp diễn với sự xuất hiện của người tiếp theo, số báo danh 04, Đình Hà, xin mời.
Đó là Đình Hà, số báo danh 04. Lần đầu tiên trong Quý Ông Đại Chiến có một tài năng thổi saxophone mang một màu sắc rất là mới. Xin hỏi là bạn đã học saxophone từ năm bao nhiêu tuổi? Dạ, tính đến nay khoảng được tầm 5 năm. 5 năm. Và học ở trong trường âm nhạc hay là học ở ngoài? Dạ, thì cháu đang là sinh viên nhạc viện năm tư. Sinh viên nhạc viện năm tư. Bản thân tôi trong số các nhạc cụ thì tôi thích nhất là nghe saxophone. Tiếc là tôi không có quyền được bình chọn. Chứ nếu tôi bình chọn, tôi bình chọn cho cái ông này đây này. Sao hết. Ủa, em quá mê tiếng kèn của anh ấy luôn, nghe mà gọi là giống như là thật sự là làm nghệ sĩ mình thì cũng rất là khó có những cái khoảnh khắc mà ngồi kiểu thư giãn và thoải mái như vậy. Đúng kiểu là đắm chìm trong một cái bữa tiệc âm nhạc luôn, rất là đã. Cho mình hỏi là cái lý do gì để đưa bạn đến với saxophone? Dạ, đó là hồi năm cấp 3 thì bị ông anh dụ. Có nghĩa là hồi đó học là để tán gái. Bài đầu tiên mà mình hỏi được mình đi tán gái là bài gì? Dạ, bài đầu tiên là bài Caleb Whisper. Bây giờ mình hỏi thử một đoạn được không? Bạn ơi, sao người có cua được gái không? Rồi có tán được. Quan trọng là có tán được người ta không? Dạ có. Chắc được có. Chứ sao không được. Ừ. Có. Còn bây giờ cái điều cuối cùng tôi muốn nói là sau tất cả hãy bình chọn cho Đình Hà số báo danh 04. Cảm ơn cháu và chúc mừng cháu. Bây giờ sẽ là sự xuất hiện và tham gia biểu diễn của thí sinh mang số báo danh 01. Một cái người mà có bộ râu tạo ấn tượng ban đầu. Và bạn ấy đến với chúng ta, đó là Vi Chính. Xin mời. Anh yêu cuộc đời, yêu đôi môi hồng, đêm nét son tươi, yêu đôi tay ngà, làn má thắm, óc xanh buông lạ lời, như em như bao thuở ấy. Thuở ấy có anh chưa từng sầu. Thuở ấy có anh chưa từng sầu. Hãy lang thang ngoài đường nhỏ không tên. Hãy ghi câu nhạc tình héo hắt với tâm tư sầu đau. Kể từ ngày xa cách nhau, hãy ghi câu nhạc tình héo hắt với tâm tư sầu đau. Kể từ ngày xa cách. Bạn có thích thú với phần thể hiện vừa rồi không? Của Vi Chính. Em thấy thật sự là có giọng cái là có gì đó nhìn nó rất là quyến rũ. Xin cảm ơn Harry Won. Xin hỏi bạn một câu là bạn hiện nay đang làm ca sĩ chuyên nghiệp hay gì? Dạ, thưa chú là cũng như thưa toàn thể quý vị, cháu thì đang làm ca sĩ tự do. Vâng. Và viết nhạc nữa. Và cả sáng tác luôn. Vâng ạ. Bản thân em là chưa bao giờ nghe nhạc trữ tình. Em ít khi nào nghe lắm, nhưng mà ngày hôm nay nhờ có anh á, em sẽ về em nghe nhạc trữ tình nhiều hơn, và nhất là nghe nhạc của anh. Xin cảm ơn. Chú cũng là một người rất thích nhạc trữ tình. Cảm ơn cháu và chúc mừng cháu đã trải qua phần thi vừa rồi. Hãy bình chọn cho Vi Chính số báo danh 01. Xin cảm ơn. Chúng ta vừa đến với một bài hát rất trữ tình do Vi Chính mang đến với chúng ta. Bây giờ sẽ là sự xuất hiện của thí sinh tiếp theo, số báo danh 05, Tuấn Đạt. Xin mời.
Dắt người ta lên rồi để người ta bơi. Thì Ngọc có một thắc mắc là tại sao bạn dắt Ngọc lên mà bỏ Ngọc bơi dơ vậy? Thật ra là mình cũng có biết một số động tác New York rồi work đúng không? Thì cũng có biết một chút chút. Thì bây giờ hồi nãy bạn lên bạn bỏ rơi Ngọc rồi, thì bây giờ hai đứa mình nhảy một tí xíu được không? Lan Ngọc. Chị không ngờ là em cảm nhạc hay vậy luôn đó. Trời ơi, bất ngờ quá em ơi. Ê Ngọc ơi Ngọc, mốt á em khỏi hát em cứ tập nhảy làm dancer luôn đi. Hay quá trời luôn. Chị đừng có làm như vậy, mơ ước lớn nhất cuộc đời của em là được hát, được ca hát. À vậy hả? Sao em ngoan cố vậy Ngọc? Cảm ơn bạn rất là nhiều. Rồi, cảm ơn anh Lan Ngọc. Xin hỏi Tuấn Đạt là bạn đã nhảy dance sport lâu chưa? Thưa chú là cháu đã tập luyện và thi đấu được 13 năm rồi ạ. 13 năm, 13 năm. Cháu đang hiện là vận động viên vô địch quốc gia và kiện tướng quốc tế ạ. Wow. Vô địch quốc gia. Em chỉ có nói được một từ mà thôi. Bạn thật là hoàn hảo. À. Có lẽ chừng đó đã đủ để chúng ta bình chọn cho Tuấn Đạt số báo danh 05. Bây giờ sẽ là phần thi cuối cùng. Chúng tôi xin mời ra sân khấu số báo danh 03, Minh Tú, xin mời. Yeah.
Đó là Minh Tú, số báo danh 03. Vâng. Số 3. Dễ thương quá à. Rất dễ thương, nhưng mà chúng ta để cho bạn ấy thở một chút. À. Cái môn này gọi là vượt địa hình như là mạo hiểm xe đạp. Dạ, nó có tên tiếng Anh là trial bike, còn nếu mà dịch theo tiếng Việt là xe đạp vượt chướng ngại vật ạ. À, xe đạp vượt chướng ngại vật. À, bình thường thì tôi biết là ở những cái địa bàn nó diện tích nó rộng hơn ấy thì công việc nó đơn giản hơn rất nhiều đúng không? Chúng ta có đà, chúng ta có tất cả thứ. Ở trong một cái sân khấu nhỏ thế này mà cuối cùng vượt được, đặc biệt tôi cực kỳ hứng thú khi mà bạn lần cuối cùng bạn vượt qua được cái chướng ngại vật khó khăn đến như thế này. Nhưng mà có lẽ là lúc đầu là mình không vượt được, hay là lúc đầu mình cố tình tạo kịch tính. Chắc là tạo kịch tính đúng không? Dạ, lúc đầu cũng là do hơi bị trơn ấy, nên là cháu hơi mất kiểm soát ạ. Đúng rồi, bao giờ cũng thế. Vâng, các quý cô, cảm giác mạnh, đúng không? Dạ, em mê dữ lắm. Tại vì đây là đúng là gu của em luôn. Em rất là thích những cái chàng trai mà thích cảm giác mạnh, thích phiêu lưu, thích mạo hiểm như vậy. Chỉ ước gì có một ngày được đi phượt cùng với anh trên chiếc xe đạp đó. Em ngon tình quá à Trang. Thế cảm ơn bạn. Và hiện giờ thì mình đang có một chương trình để đi vòng quanh đất nước Việt Nam, về quay về cảnh đẹp và cũng như thiên nhiên, giới thiệu vùng đất con người bằng xe đạp. Và rất mong sẽ mong ngày nào đó được mời bạn đi cùng. Có cờ gì đó. Nói là làm nha. Còn quý cô nào muốn đi cùng không? Rất nhiều các quý cô ở đây muốn đi cùng bạn. Chúng ta đã chứng kiến tất cả những gì vừa diễn ra ngay tại đây thôi, trên sân khấu của Quý Ông Đại Chiến. Và hãy bình chọn cho Minh Tú số báo danh 03. Cảm ơn cháu và chúc mừng cháu đã hoàn thành phần thi của mình. Ơi. Vậy là chúng ta đã trải qua vòng thi thứ hai có tên gọi là sức hút. Bây giờ chúng tôi xin mời mở bể bơi của chương trình Quý Ông Đại Chiến. Chỉ một lát nữa thôi thì chúng ta sẽ biết hai người nào có số bình chọn thấp hơn so với các ứng viên khác sẽ chia tay với chương trình. 30 giây bình chọn bắt đầu. Quý vị, chúng tôi đã có kết quả trong tay. Bây giờ thì tôi lại xin mời năm quý cô thân yêu của tôi xuống để công bố kết quả này như thường lệ. Xin mời. Trên bờ có ai đó tiếc nuối vì đã bị đẩy xuống dưới này. Không chỉ có những người ở dưới này tiếc nuối mà cả khán phòng, rất nhiều người đã tiếc nuối chia tay với hai người vừa rồi. Và hai người đó để lại sự tiếc nuối, để lại ba chàng trai xuất sắc nhất trong tối hôm nay. Họ sẽ phải thể hiện bản lĩnh của mình ở vòng thi thứ ba để chọn xem ai là người chiến thắng. Và chúng ta sẽ biết người chiến thắng sau ít phút. Với mình thì mình có hơi một chút lo sợ về ngoại hình của các thí sinh còn lại. Nhưng mà mình nghĩ vấn đề ngoại hình thì cũng không quá là quyết định hết tất cả. Mục tiêu của mình đến với Quý Ông Đại Chiến là để thể hiện tài năng của mình để chinh phục các cô gái. Cảm xúc có hơi buồn một xíu, hơi tiếc một chút xíu. Mình rất là tự tin về cái tiết mục của mình khi mà mình gửi đến các quý cô giai điệu rất là hay, nhưng mà
vẫn chưa đủ để chinh phục các quý cô. Có thể là do yếu tố ngoại hình mà mình không được các quý cô chọn vào vòng trong. Thật sự thì mình cũng hơi có một chút buồn. Điều mà mình tự tin khi đến với Quý Ông Đại Chiến là một gương mặt khá là ấn tượng và bộ râu như là tính cách của mình hài hước và cùng với một giọng hát nồng nàn trữ tình chắc chắn là sẽ chinh phục được phần lớn các cô gái. Khá là bất ngờ vì phần biểu diễn sức hút của mình cũng khá là ấn tượng. Mình nghĩ là điều mình chưa thu hút chắc là khi mà mình để gương mặt lạnh thì rất là ok, nhưng mà khi mà mình cười thì cũng chưa được thực sự là thu hút và gây được thiện cảm, vì mình nghĩ là cái nụ cười rất là quan trọng. Đến thời điểm hiện tại thì là cũng đã hoàn thành được cái mục tiêu, đó là gửi gắm tiếng hát qua cái ca khúc để cho mọi người được thưởng thức. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc như bây giờ. Ngồi ở đây với bốn cô gái xinh đẹp. Đây là một ông bố và bốn đứa con gái rất đáng yêu của tôi. Vâng, và chúng ta đang có mặt ở vòng 3 của Quý Ông Đại Chiến. Nó có tên gọi là Bản Lĩnh. Và bây giờ, người đầu tiên sẽ tham gia thử thách với Lâm Vĩ Dạ. Đó là số báo danh 07, Đoàn Tuấn. Xin mời! Sao con gấu rách nách rồi? Ấy ơi! Sao? Cút! Hết hồn rồi! Sao nhìn tôi ghê vậy? Ấy là cái gì? Biết rồi còn hỏi. Người ta biết tao hỏi làm chi? Ai rảnh vậy trời? Chứ đằng đó không biết thì làm sao tôi biết mà hỏi tôi? Uống nước ấy ơi! Làm gì cho người ta đợi lâu quá vậy? Anh biết á, là anh để em đợi là anh sai. Đúng dù rồi. Bất kỳ lý do gì anh cũng sai. Sai thì mình phải sửa sai. Anh sửa liền nè. Ở trong khán phòng này có 200 cô gái xinh đẹp. Đúng rồi. Em nhỉnh hơn một chút. Wow. Nhưng mà mấy cô kia vẫn đẹp nha. Đi công tác có tuần lễ rồi á, thấy ít nhắn tin, ít liên lạc với tôi lắm á nha. Em biết rồi, anh đi trên núi đó mà ra sóng nó chập chà chập chờn. Mắc cái gì đi biển nhiều sóng, không đi đi lên núi chi cho không có sóng. Em ơi, ra biển vẫn mất sóng như thường, em đứng trong bờ thì nó còn sóng nha. Chứ em ra khoảng tầm một cây số nó cũng mất như thường à. Chứ sóng mà... biển làm gì mà mất sóng. À vậy là em nhét điện thoại xuống nước cho nó có sóng hả? Anh nghĩ tới được vậy luôn á hả? Anh nghĩ theo em nói đó. Chị Hai ơi. Em hả? Ủa? Anh mới tới chơi hả? Ừ em. Anh mới tới. Dạ, chị Hai. Ở ngoài có bạn chị Hai kiếm kìa. À vậy hả? Trời, nãy giờ chị Hai mê trai quá, chị Hai quên. Anh ở đây chơi ha. Em ra ngoài. Để có gì em tiếp anh cho. Ok, chào em. Ủa rồi em đi luôn hả? Sao con gấu anh té rồi nè. Anh tới lâu chưa vậy? Anh tới được 5 phút hơn rồi em. Ngày hôm nay á. Uống nước nè, uống nước nấu cho nó trơn nè. Đi, uống miếng nước đi ha. Vấn đề này cũng khó nói á. Tại vì á, ba mẹ em thì cũng khó lắm. Đâu có cho hai chị em có bồ đâu. Dạ chứ chị Hai nói với em, anh là gì của chị Hai? Là bạn. À, cái vấn đề là bây giờ vậy nè. Em có thích một anh kia, nhưng mà em không dám nói. Rồi em tính nhờ anh nói giùm hả? Không, thì bây giờ em hỏi ý kiến của anh nè. Nếu như mà bây giờ em muốn tỏ tình em phải làm sao? Bây giờ mình muốn phát triển tình cảm hơn thì mình phải biết được là họ có ý đó với mình hay không. Ồ, vậy nếu mà là anh á thì anh thích kiểu người phụ nữ như thế nào? Anh thích người kiểu người phụ nữ dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ này, rồi vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, dễ thương. Trời, sao giống em vậy? Em thích phụ nữ giống vậy luôn hả? Không, ý là em là người kiểu của người phụ nữ như vậy đó. Nhà trong hai chị em mà khác nhau dễ sợ. Và chị em đó, bà đàn ông dữ lắm. Mà kiểu rất là cứng rắn á. Cái gu mà anh thích sao giống em quá ha. Cái gu là một chuyện, nhưng hai con người mà đến với nhau tới cuối đời họ sẽ có với nhau một cái duyên. Anh, hôm nay anh cũng nói với em á, là anh với chị em không phải bạn bình thường. Ủa chứ sao? Anh với chị em quen nhau cả 2 năm mấy 3 năm nay rồi. Tình cảm của em thì sao? Anh yêu em, anh yêu chị của em cho tới bây giờ là cũng 2-3 năm rồi. Giống như... Nhưng mà không lẽ nào anh phụ lòng em như vậy sao? Anh là tình yêu đầu tiên của em luôn đó. Có thể là bây giờ em có một cái cảm giác gì đó với anh. Đủ rồi. Gì vậy em? Ủa Hai, có muốn bắt cá hai tay thì cũng phải kiếm chỗ nào đó xa xa. Ai thấy tôi bắt con bằng con nào không vậy?
Ông Hà nha, nãy giờ tôi dạy không nha. Em thấy em gái của em đang nói những lời yêu đương với anh. Và bé nó đang nắm tay anh. Nếu như anh không có tình cảm gì thì anh đã hất tay người ta ra rồi. Mắc gì anh ngồi gần đó, như vậy. Em mới kể xong là em nghe được em của em nói những lời yêu thương với anh. Đúng. Có cái gì đó đáp lại từ anh hay không? Em đâu biết được điều vậy, đó. Giờ mình qua hỏi em gái em nè. Em, dạ, anh có tình cảm gì với em không? Em yêu ảnh. Đó, được rồi, đúng rồi. Đó, em yêu ảnh, chứ ảnh không yêu em. Đó, được rồi, tới đó được rồi. Tôi phải công nhận là Đoàn Tuấn, bạn rất là hoạt ngôn, bạn phản ứng rất nhanh. Mặc dù tình huống này là tình huống mà các ứng viên chúng tôi không biết. Và đấy là cái thế mạnh của bạn. Cho nên bất kỳ một hoàn cảnh nào bạn cũng bật ra rất là nhanh và rất là hợp lý. Thậm chí có một chi tiết tôi rất thích là đã chót khen Lâm Vĩ Dạ là nhỉnh hơn so với 200 cô gái ở trong này. Nhưng chợt nhớ ra rằng lát nữa các cô sẽ bình chọn cho mình, lại nói rằng tất cả các cô cũng đẹp. Đó là chi tiết rất là hay. Dạ. Cảm ơn Lâm Vĩ Dạ, cảm ơn San và xin cảm ơn Đoàn Tuấn. Chúc mừng bạn đã trải qua phần thi vừa rồi. Bây giờ sẽ là sự xuất hiện của thí sinh mang số báo danh 03 Minh Tú trước sự thách thức của Lan Ngọc. Xin mời. Trời ơi, dơ hết quần áo của tôi rồi thiệt á. Muốn bán người ta đi chỗ nào đó, người ta gọn gàng, người ta đứng ta bán. Đi ra giữa đường là sao? Chị ơi, chị làm đổ hết bán tiêu của em rồi. Chị làm ơn chị đền tiền cho em đi. À, bây giờ định dở trò dàn cảnh để kiếm tiền đúng không? Mấy cái trò dàn cảnh là tôi rành lắm. Khoan đã, sao vậy em? Tự nhiên hả, bà đi vô, bà vừa hát rồi xong bà không thấy em, bà đổ hết bánh tiêu của em. Giờ đòi đền tiền mà không chịu đền. Anh giúp giùm em đi. Chuyện... Nè, tôi sợ bong bóng lắm, làm ơn. Để cái bong bóng lại đằng góc kia đi rồi đứng nói chuyện với tôi, nhanh lên. Trời, bóng tôi đi bán bao lâu rồi, có làm sao đâu. Sao? Gì? À, đồng bọn gì, tôi không có sợ đâu nha. Chị đúng ơi, không? Chị làm dơ hết bánh tiêu của em rồi. Chị làm ơn chị trả tiền cho em đi. Chứ không á là ngày hôm nay em hết tiền em lo cho bà ngoại của em đâu. Rõ ràng là cô đụng vô người tôi. Cô tự làm đổ. Tôi không có đụng gì vô cái bánh của cô hết. Làm sao cô bắt tôi đền được. Chị, em xin chị ơi, chị làm ơn chị trả tiền nè, cho cô em cô đừng đi. Có làm như vậy. Nè, cái váy của tôi nó là mắc nói tiền giùm em đi nha. Trả tiền cho em đi. Nè, chứ không là chiều nay em không có tiền đâu. Đó là chuyện của cô, tôi không quan tâm nha. Cô đừng có giở trò lường gạt đúng không. Chú Sâm bảo vệ ơi. Chú Sâm ơi, giải quyết chuyện này giùm đi chú Sâm. Anh cứ cười hoài nha, người ta kêu giải quyết vấn đề, mình cứ đứng anh cười hoài vậy. Lỗi thì cũng thuộc về cả hai, nên có lẽ là... Anh ngồi xuống đây với em nè. Anh lúc nào cũng lành tính vậy hết á hả? Cho dù có chuyện gì xảy ra thì nữa anh cũng cười hề hề cho qua hết mọi chuyện vậy. Hai đứa mình đã cố gắng biết bao nhiêu lâu rồi. Mình chuẩn bị tiền đám cưới đó. Bà ngoại em bị bệnh nữa. Rồi tiền đó anh trả tiền nhà. Đủ thứ mọi chuyện. Tiền lúc nào cũng chỉ tiền thôi. Anh có còn muốn cưới em nữa không? Anh rất là yêu thương em và anh rất là muốn cưới em. Nhưng mà trong cuộc sống thì đôi khi là chúng ta sẽ sắp xếp những việc hài hòa hơn. Em không cần nghe những điều đó nữa. Em không có cần nghe. Lúc nào cũng nghe những cái lời đó đó. Em không muốn nghe nữa. Em muốn có giải pháp. Em muốn nghèo vậy hoài. Anh tự tin rằng là anh sẽ không bao giờ để em khổ mãi. Và anh sẽ kiếm những công việc tốt hơn, thay đổi. Cái gánh bong bóng này đó hả? Không, đây chỉ là một công việc tạm thời của anh trong lúc này. Vì bây giờ anh vẫn đã tốt nghiệp đâu. Anh vẫn còn đang học thêm cao nữa. Và để khi anh tốt nghiệp anh có thể có một công việc tốt hơn, trong một môi trường tốt hơn. Và như thế anh có đủ điều kiện để chăm sóc em hơn, cũng như chăm sóc bà. Hãy tin anh. Mình đừng cười nữa được không? Cũng được. Tôi thấy Lan Ngọc có vẻ vẫn chưa chịu. Vẫn đang định nói một cái gì đấy phản ứng. Và tôi tiếc cho mối tình này. Nếu như mà họ không lấy nhau thì tôi thật là tiếc. Cho nên tôi bấm chuông, mong rằng Lan Ngọc chấp nhận những cái sự thuyết phục của Minh Tú để lấy cậu ấy. Anh muốn lấy không? Cái tình huống đặt ra nó cũng quá bất ngờ, nên các bạn cũng chưa có suy nghĩ được cái cách nào mà giải quyết thích đáng nhất. Nhưng mà ít nhất là cũng giúp cho mình an tâm về những cái mà bạn đã nói về cái tương lai sau này, về cái sự cố gắng. Bởi vì đàn ông, đối với đàn ông thì chỉ có sự cố gắng thì mới làm nên sự nghiệp vững chắc được mà thôi. Chắc chắn rồi, vâng. Và đó là những điều mà chúng tôi muốn những người đàn ông là chúng ta hãy cố gắng để thành chỗ dựa đáng tin cậy của những người phụ nữ mà chúng ta yêu mến. Rất là cảm ơn Ninh Dương, Lan Ngọc, cảm ơn Lâm Vĩ Dạ. Chúc mừng bạn.
Thưa quý vị, bây giờ sẽ là chàng trai cuối cùng mang số báo danh 05, Tuấn Đạt, sẽ phải đối mặt với thử thách mà nữ diễn viên Sam đưa ra. Xin mời. Ủa, chào Đạt, em. Anh tới rồi hả? À, anh vừa đến. Hôm nay lại tới làm vườn hả? Đúng rồi. Em muốn tỉa cây nào? Thì cứ làm như mọi ngày thôi. Nhưng mà em nói nghe nè, hôm nay không có mẹ em ở nhà, ngồi để chơi đi. Không làm việc chút mẹ em không biết đâu. Đi, ngồi xuống đây nói chuyện với em nè. Được rồi, cất thịt kèo đây nha. Thật ra thì em bất cỡ quá à. Không có sao đâu, em cứ nói thoải mái đi. Mấy tháng qua làm việc ở nhà em không biết sao mỗi ngày cứ nhìn anh một chút, mỗi ngày tâm sự em một chút, biết thêm nhiều điều về cuộc sống của anh. Em không biết em yêu anh từ lúc nào nữa. Nhưng mà anh có thích em không vậy? Thật ra là anh cũng có để ý em và cũng có thích em. Nhưng mà hoàn cảnh như vậy thì bố mẹ em có đồng ý như đồng ý không? Mẹ em thương em lắm, em nói cái gì mà mẹ em không có chịu. Vậy thì em bảo với mẹ em luôn đi, chúng ta đến với nhau. Ủa, đến nhà người ta không có làm việc mà ta ngồi ở đâu đấy nhỉ? Con chào bác ạ. Con mỏi chân quá nên con ngồi cắt. Chào bác gì đâu mà hả, anh không có đứng đàng hoàng gì hết. Mẹ. Trời ơi, gì đấy con, trời trương trường quá à. Gì đây, chuyện gì đây nè? Mẹ, thực ra là mẹ biết rồi đó, con cũng lớn lắm rồi. Con lớn rồi, con nhưng mà lúc nào cũng là đối với mẹ là con lúc nào cũng là em bé, hiểu không? Dạ, con muốn có bạn trai. Bạn trai hả? Dạ. Gì đấy, bạn trai nào, sao, để ý ai hả? Anh này nè mẹ. Con muốn là từ bây giờ, con với ảnh sẽ hẹn hò với nhau. Đi ra. Ê, làm gì với con gái tôi vậy? Đến nhà người ta, tôi đưa tiền để ông làm việc cho nhà tôi, chứ đâu phải là dụ con gái nhà tôi đâu. Cháu có dụ dỗ con gái bác gì đâu ạ? Mẹ, cái này là con để ý ảnh và ảnh để ý con. Cái chuyện nam nữ bình thường thôi mà. Ảnh không có dụ dỗ gì con đâu. Con hiền quá mà. Mẹ nói rồi, đừng có gần đến những người đàn ông như vậy nè. Nó không có làm được cái gì hết. Nó kiếm tiền gì đâu mà để có thể nuôi được con. Con đâu có cần như mẹ, con thật ra là con chỉ cần một người để che chở cho con thôi. Nếu như che chở, nãy giờ mẹ nói như thế này thì thằng kia sẽ làm gì với con rồi? Đến giờ này vẫn chỉ được là im lặng, không nói gì cả. Vậy mà che chở được cái gì? Anh, thật ra là cháu cũng thích con gái bác và con của bác cũng rất là yêu cháu. Con nghĩ sao vậy? Phải biết thân phận là gì chứ. Con nghĩ là tình yêu không có lỗi ạ. Chúng ta yêu là vì nhau chứ không có vì một cái gì cả. Tình yêu, đôi lúc thì nó biết thả cho cô ấy ra, để cô ấy tìm cái tình yêu nào mà có thể che chở được cô ấy đàng hoàng, chứ không phải là như vậy. Yeah. Tuy con không có tiền nhưng mà con sẽ mang đến hạnh phúc cho con của bác. Như thế nào? Bằng tình yêu đích thực của con. Thì như thế nào, nói đi. Đây chỉ là công việc phụ của con thôi. Và tương lai của con rất còn rất dài và rất rộng. Con mong bác sẽ hiểu và thông cảm cho con và Sam. Bạn rất thực tế, người ta gọi là môn đăng hậu đối thì ở đây không có cái gì cả. Bạn ấy biết điều đó và bạn ấy không chủ động cưa cẩm con gái của một cái nhà đại gia như thế. Nhưng mà khi tình cảm đến, bạn ấy cũng đón nhận một cách rất chân thành. Tuấn Đạt bị bối rối bởi cái hoạt cảnh nó đưa ra. Nhưng mà cái sự chân thành ở trong cái phần của bạn ấy là có. Và bạn bảo vệ cái lý lẽ tình yêu không có lỗi, không có giàu nghèo sang hèn ở đây. Ở đây nếu đến với nhau bằng tình yêu thì có thể giải quyết được rất nhiều thứ. Đấy là cái thông điệp mà Tuấn Đạt muốn truyền tải qua cái câu chuyện của mình. Và điều đó là điều tốt ở Tuấn Đạt. Cảm ơn Sam, cảm ơn Harry Won, cảm ơn Tuấn Đạt. Và hãy bình chọn cho Tuấn Đạt số báo danh 05. Họ là ba người còn lại cuối cùng trong chương trình Quý Ông Đại Chiến hôm nay. Trong số ba người sẽ có một người trở thành người chiến thắng. Đầu tiên chúng ta sẽ mở bể bơi. Xin mời. Họ đã trải qua những thử thách từ phía các quý cô ở ban bình luận. Và bây giờ các quý cô đã chuẩn bị sẵn sàng. 30 giây bắt đầu.
Thưa quý vị, cuối cùng thì chúng tôi cũng đã có kết quả trong tay. Bây giờ thì tôi xin mời ba quý cô của tôi xuống để công bố kết quả này với quý vị. Xin mời. Hãy ngắm nhìn lại ba gương mặt cuối cùng trong Quý Ông Đại Chiến tuần này. Một lát nữa thôi, hai người sẽ xuống bể bơi. Một người còn lại trên bờ sẽ là người chiến thắng của Quý Ông Đại Chiến tuần này. Bây giờ chúng ta sẽ đếm cùng tôi để chọn ra người chiến thắng. 3, 2, 1. Người chiến thắng là số báo danh 07, Đoàn Tuấn, xin chúc mừng. Cảm ơn mọi người. Wow. Vâng, đây là chiếc đĩa kỷ niệm trương của chương trình của bạn. Và giải thưởng 20 triệu là của bạn, hãy nhận lấy giải thưởng của mình. Thưa quý vị, chúng tôi luôn muốn nói rằng tất cả những gì chúng tôi làm trong chương trình Quý Ông Đại Chiến chỉ duy nhất một điều thôi, chúng tôi, những người đàn ông, rất yêu quý những người phụ nữ. Và tất cả những người đàn ông sẽ cố gắng làm hết mình để tất cả những người phụ nữ có thể tin tưởng, yêu thương và gửi gắm tất cả niềm hy vọng cũng như tương lai của mình cho chúng tôi. Và đó là điều mà Quý Ông Đại Chiến muốn gửi tới tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị thật nhiều vì đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là người còn sót lại cuối cùng. Thật sự mà nói là trong cuộc đời 6-7 năm đi làm nghề của mình chưa bao giờ rung như ngày hôm nay. Thật sự mà nói là đứng ở trên mà cái cảm giác mà không biết mình bị đẩy xuống lúc nào, rung kinh khủng các bạn ạ. Mình nghĩ là lý do mà các cô gái thương mình, cho mình là người chiến thắng là tại vì mình thể hiện tất cả mọi thứ trên sân khấu ngày hôm nay bằng tất cả con người thật của mình. Người ta nói là cái gì chân thật nhất, mộc mạc nhất cũng dễ được người khác đón nhận hơn. Tôn Đông Á hân hạnh đồng hành cùng chương trình.